Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Mất đi chất giọng trong trẻo vốn có, 3 năm qua, Cẩm Ly đã chấp nhận bệnh tật và sang tận Mỹ để chữa trị. Cô đang dần tìm cách lấy lại phong độ dù không được như xưa. Đã qua thời làm việc bán mạng để kiếm tiền. Ra mắt show Bolero trực tuyến sau 3 năm tạm ngừng hoạt động, chị kỳ vọng điều gì với lần trở lại này? Show tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay được tôi và chồng ấp ủ từ cuối năm 2019. Do dịch Covid-19, dự án phải hoãn suốt thời gian qua. Khác với các sản phẩm trước, show lần này của chúng tôi sẽ gồm nhiều tập phát trực tuyến YouTube hàng tuần. Mỗi tập là một liên khúc bolero gồm các ca khúc trữ tình kinh điển và ra đời gần đây. Việc hát liên khúc với thời lượng 30 phút là một thách thức không nhỏ với ekip. Ngoài việc đổi mới về phần hòa âm, chúng tôi phải chọn các ca khúc có sự liên kết khiến người nghe không nhàm chán. Do nghỉ hát quá lâu nên bước vào phòng thu tôi cảm giác như người mới đi hát. Tôi hồi hộp không biết khán giả đón nhận bài hát mới, giọng hát mới của mình thế nào. Thị trường âm nhạc khắc nghiệt, đào thải nhanh, người ta nghỉ vài tháng đã sợ bị lãng quên trong khi tôi nghỉ vài năm rồi. Ngừng hát 3 năm vì gặp vấn đề về sức khỏe và giọng hát, tình hình sức khỏe của chị hiện tại thế nào? Tôi cảm nhận sức khỏe mình sa sút trong những năm gần đây, bây giờ nếu làm việc với tần suất liên tục, tôi sẽ mệt và đuối sức ngay. Mỗi lần hoàn thành live show, tôi như người đánh trận trở về, phải nằm viện để phục hồi sức khỏe. Trước đó, do viêm xoang ảnh hưởng nên tôi dừng việc ca hát, thỉnh thoảng mới nhận một vài show cho đỡ nhớ nghề. Sau mỗi đêm diễn, tôi thường thất vọng vì lực bất tòng tâm, không thể hát đúng như ý bản thân mong muốn. Hiện giọng hát của tôi đã trở lại khoảng 80%, dù âm sắc không còn trong trẻo như xưa. Tuy vậy, tôi không hấp tấp mà học cách chấp nhận vì bệnh phải cải thiện dần, không thể một sớm một chiều lấy lại phong độ. Hà Phương đút ăn, Minh Tuyết xoa bóp khi tôi bị bệnh. Chị từng lo lắng, khủng hoảng vì lo sợ mất giọng, quá trình điều trị trong 3 năm hẳn là trải nghiệm khó quên trong đời chị. Tôi có tiền sử bị viêm xoang nhưng suốt nhiều năm chỉ uống thuốc cầm chừng, không trị tận gốc. Đến cuối năm 2017, bệnh tình trở nặng khiến tôi suy sụp. Tôi không thể hát vì dịch đầy trong mũi, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn hơn bình thường. Trong mấy tháng đầu, tôi chạy chữa khắp nơi, thử qua nhiều loại thuốc. Bác sĩ thăm khám bảo phải mổ nhưng tôi chần chừ vì nếu phẫu thuật, bệnh sẽ giảm nhưng đồng thời giọng hát bị ảnh hưởng. Gia đình tôi khi ấy lo lắng, khuyên nên sang Mỹ thăm khám cẩn thận. Kết quả khi sang đây, tôi được chỉ định phải mổ nạo xoang, điều trị cả tháng trời. Nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi lo lắng, khủng hoảng và ứa nước mắt khi nghĩ về tương lai sau này. Tôi rất sợ bị mất giọng, không thể lên sân khấu hát và gặp gỡ khán giả. May mắn cho tôi khi hai người em Hà Phương, Minh Tuyết đều định cư tại Mỹ. Mọi giấy tờ, thủ tục nhập viện, chăm lo đều có gia đình hai cô em của mình lo chu đáo. Mọi người hay trêu tôi chưa thấy ai sướng như Cẩm Ly, một người bệnh mà cả gia đình bỏ mọi việc để lo. Quả thật khi ấy tôi như một đứa trẻ, lúc nào cũng có người bên cạnh, an ủi, Phương đút ăn, Tuyết xoa bóp chân tay. Nhờ động lực tinh thần lớn như thế, tôi tự nhủ mình phải vượt qua bệnh tật. Sau bạo bệnh, chị ý thức việc chăm sóc sức khỏe thế nào? Tôi là người không giỏi chăm sóc bản thân, thường nói vui là ngược đãi chính mình. Những hôm không đi diễn, tôi nằm lướt điện thoại, cày phim, chơi game đến 2-3 giờ sáng. Tôi biết điều đó có hại cho sức khỏe, tự nhủ mình phải bỏ nhưng nhiều lần thất bại. Ngoài thức khuya, tôi còn không biết tầm bổ. Đồ ăn ngon, thực phẩm chức năng bổ trợ cho sức khỏe, tôi đều không biết dùng. Có lần tôi thấy Lê Dương Bảo Lâm dùng đồ tầm bổ nhưng không biết đó là gì, tôi bèn hỏi thì bị Lâm chọc quê. Nói chung tôi quê mùa lắm, đến cả mạng xã hội còn không biết nhùng nhiều. Những lúc đi quay, bạn diễn ăn uống để lấy sức, còn tôi thường chẳng quan tâm. Ai đưa gì tôi ăn nấy, họ không đưa tôi cũng không ăn. Có hôm về nhà tôi không nhớ mình đã ăn tối hay chưa nữa. Vì ngược đãi bản thân nên gần đây sức khỏe tôi giảm đi nhiều, không còn được như trước. Tôi cũng đang dần tập dần để cơ thể được tốt hơn. Ngoài lý do sức khỏe, nhiều người bảo Cẩm Ly quá giàu nên giờ đây không còn mặn mà chạy show, even kiếm tiền như nhiều đồng nghiệp nữa. Chị nói gì về thông tin này? Mỗi người trong cuộc sống luôn cần lao động để kiếm tiền.
Nhưng nếu vì đồng tiền mà làm việc bán mạng, tôi nghĩ mình đã qua cái thời đó rồi. Nhiều người nói sao thấy tiền mà chê, nhưng theo tôi, bản thân thấy đủ là đủ. Bây giờ, tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế lên hàng đầu trong cuộc sống mình. Ngày còn trẻ, tôi chạy sâu gần như khắp cả nước, từ Nam chí Bắc, Đồng Bằng, Duyên Hải, Lạng Sơn, Cao Bằng đến tận mũi Cà Mau, không nơi nào không có mặt cầm ly. Những bồn bà vất vả để tích lũy mọi thứ cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy đã đủ với mình. 3 năm qua, dù tôi không thể đi hát, nhưng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên ở các game show. Ông xã tôi cũng là giám đốc âm nhạc cho các chương trình trên sóng truyền hình. Cả hai chúng tôi bằng cách này hay cách khác cũng phải làm việc kiếm tiền để tài chính gia đình được đảm bảo. Chồng cầm ly chiều vợ, chi tiền tỷ làm biên khúc dài 30 phút. Trong thời gian nghỉ dịch, nhạc sĩ Minh Vi, chồng ca sĩ Cẩm Ly thực hiện một dự án đặc biệt khi kết hợp ghi hình nhiều ca khúc hit của vợ thành một liên khúc. Đầu năm 2020, Cẩm Ly ấp ủ kế hoạch nối dài chuỗi live show Tự Tình Quê Hương, nhưng dịch Covid-19 đã khiến dự định ban đầu chưa thể thực hiện. Tạm dừng hoạt động giải trí, Cẩm Ly ở nhà chăm lo gia đình, nghỉ ngơi và giao lưu với khán giả qua mạng xã hội. Chồng của Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi, chia sẻ trong thời gian nghỉ dịch, anh muốn thực hiện một sản phẩm đặc biệt dành tặng cho vợ mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nảy ra ý tưởng là liên kết các bài hát bolero quen thuộc và đặc sắc của Cẩm Ly thành các liên khúc đặc biệt. Mới đây, Cẩm Ly cùng Minh Vi thông báo bắt đầu thực hiện dự án mang tên Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay. Dự án sẽ được ghi hình và công chiếu trên trang kênh YouTube cá nhân của ca sĩ Cẩm Ly ngày 19 tháng 7 năm 2020. Mỗi liên khúc có thời lượng khoảng 30 phút với khoảng hơn 10 bài hát bolero, trữ tình nổi tiếng và quen thuộc. Ngoài phần biểu diễn của mình, Cẩm Ly còn có những sự kết hợp khác qua từng liên khúc. Sân khấu được thiết kế như không gian của một phòng trà sang trọng và ấm cúng, tạo nên một không gian vừa gần gũi, thân tình với lớp khán giả trung niên, vừa trẻ trung, màu sắc phù hợp cho các bạn trẻ, đối tượng không nhỏ yêu mến Cẩm Ly trong suốt nhiều năm qua. Cẩm Ly tiết lộ thêm, tôi và ông xã đầu tư kinh phí cho Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay lên đến 9 con số 0. Phải nói rằng tôi rất hào hứng và hồi hộp chờ đợi ngày ra mắt cũng như xem phản ứng của khán giả. Dự án không chỉ đem lại không khí mới mẻ cho dòng nhạc mình đang theo đuổi, mà cảm xúc mới khi hát lại các ca khúc thành công của mình. Nhạc sĩ Minh Vi chia sẻ hình thức ghi hình của dự án đối với anh không quá mới mẻ, nhưng việc thực hiện một liên khúc dài 30 phút chưa từng có tiền lệ. Đây là điều thách thức cho anh cùng với nhạc sĩ hòa âm và ban nhạc. Cái khó nhất là tôi phải làm sao cho sản phẩm này khác lạ và không làm cho người nghe nhàm chán khi thưởng thức, anh bày tỏ. Để vượt qua khó khăn này, nhạc sĩ Minh Vi cùng Cẩm Ly đã phải dành nhiều thời gian để lựa chọn những ca khúc được nhiều người yêu thích để hòa âm, thu âm lại. Đồng thời, anh cũng phải cân nhắc đến vấn đề nội dung và giai điệu sao cho hợp lý, kết hợp hai yếu tố xưa và nay để tạo ra những liên khúc độc đáo hơn. Cẩm Ly từng khóc sướt mướt khi đón giao thừa ngoài đường. Khách mời tối chủ nhật vui vẻ tuần này sẽ là nữ ca sĩ được yêu mến qua nhiều dòng nhạc khác nhau khoảng 2 thập kỷ trước cho đến tận hôm nay, ca sĩ Cẩm Ly. Là một gương mặt được đông đảo khán giả mến mộ qua nhiều dòng nhạc, Cẩm Ly cùng các em gái của mình là Hà Phương và Minh Tuyết còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi tính cách ôn hòa của mình. Riêng Cẩm Ly là một ca sĩ được yêu thích trong nhiều năm liền tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Xuất hiện trong chương trình tối chủ nhật vui vẻ tập 12, Cẩm Ly hóa thân thành ông thầy bói đáng yêu trong tiết mục mở màn cùng vũ đoàn. Nữ ca sĩ cũng là người được khán giả bình chọn với số điểm cao nhất trong lượt 100 khán giả tại trường quay để có mặt trong tập phát sóng này. Chia sẻ với Việt Hương, bà xã nhạc sĩ Minh Vi cho biết mình đam mê âm nhạc ngay từ nhỏ, tuy nhiên chị là người nhút nhát và không tự tin trước đám đông. Chính vì thế trong 3 chị em gái, Cẩm Ly là ca sĩ ra nghề muộn nhất và Minh Tuyết là người rủ rê chị Tư tham gia cuộc thi do Nhà hát Hòa Bình tổ chức và ẵm luôn giải nhất. Kể từ đó, nữ ca sĩ bờ bến lạ mới tự tin đi theo con đường nghệ thuật cho đến nay. Diễn viên Hữu Đăng cùng nhóm kịch của mình xuất hiện bất ngờ trong một tiểu phẩm và đòi cắt tóc ngắn cho Cẩm Ly khiến nữ ca sĩ vô cùng hoang mang. Nữ ca sĩ phản kháng và một mực trùng thủy với mái tóc dài của mình. Sau phần thử thách này, Cẩm Ly tiết lộ đây chính là một kỷ niệm khi ông xã bắt phải thay đổi hình tượng cho MV từng quay trong nhiều năm trước.
từng là một bộ đôi thành công trong hàng loạt ca khúc dân ca trữ tình, ca sĩ Quốc Đại có mặt trong chương trình để kệ tội về Cẩm Ly khiến chị Thư vô cùng bất ngờ. Nam ca sĩ cho biết, bình thường ra đường Cẩm Ly không bao giờ trang điểm. Cô cho rằng mình thích sự mộc mạc và thoải mái nên muốn để tự nhiên khi ra đường. Ngoài ra, khi bước lên sân khấu, Cẩm Ly lại vô cùng chỉn chu. Đó là cách tôn trọng khán giả cũng như tôn trọng bản thân. Quốc Đại cho biết thêm là một cặp ăn ý, nhưng cứ mỗi khi giao thừa là chị Tư không bao giờ nhận sâu, làm anh cũng ế ké luôn. Cẩm Ly tâm sự, chị muốn dành thời gian cho gia đình trong thời khắc thiêng liêng của một năm. Nữ ca sĩ kể lại, chị từng khóc sướt khi có lần lỡ nhận sâu đi tỉnh và đón giao thừa ngay trên xe. Từ đó, Cẩm Ly không bao giờ dẫn diễn đúng ngày này. Bên cạnh đó, ca sĩ Quốc Đại còn cho biết là khi tập hát cùng Cẩm Ly rất dữ, luôn ăn hiếp anh khiến khán giả tại trường quay cười thích thú. Tuy nhiên, chị Từ bộc bạch, mỗi sự kết hợp với Quốc Đại trong những ca khúc dân ca tươi trẻ đều được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. I'm so in love with you.